ai cũng công nhận con gái khi diện tà ác dài chợt trở nên đáng yêu, nữ tính và đúng chất con gái hơn hẳn ngày xoàng xỉn. Khi diện hắn quần đó, con gái vừa kinh nô khéo được đường con mà còn thể hiện nét trong sáng sủa và hồn nhiên đúng chất tuổi học trò. Vậy nên cứ đến mùa khai giảng hay bế giảng, nữ sinh lại thi nhau diện hắn dài trắng khiến nhìn ai cũng xinh tươi thích mê. Quay về 2 năm trước cũng cô gái mê thủ chợt dương nhiều người biết đến khi những hình ảnh mặc áo dài được tập thể mạng truyền tay nhau chóng mặt. Với tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười cợt dịu dàng, chỉ sau ít giờ đăng tải những hình ảnh đó đã thu hút gần 10.000 lượt lít kinh hồn và nhiều ý kiến kinh ngợi. Sự nhiều người biết đến bất thần đó không khiến cuộc sống của nữ sinh Tố Anh bị đảo lộn quá nhiều. Cô nàng không nhập cuộc showbiz, ít đăng tải ảnh lên trang cá nhân và tập trung vào con đường du học. Ngoại hình dần thay đổi khiến cô gái mê thủ trong không những xinh tươi mà còn trưởng thành và chững chạc hẳn ra. Nụ cười cợt kinh hồn lệ cùng thần thái tựa hoa khôi đã đốn tim biết bao nhiêu chàng trai. Dù chụp cùng bằng hữu hay đứng một mình, Tố Anh vẫn cực nổi bật trong mọi khung hình. Tố Anh từng là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Không chỉ xinh gái, thành tích học tập của nữ sinh cũng siêu khủng khi đạt điểm trung bình 90 suốt 3 năm học phổ thông và giành học bổng 50% du học Pháp. Cô nàng kinh nô học ngành quản trị khách sạn của trường đại học Jackin Bokin Earth nhưng vẫn nuôi ước mơ tới Mỹ thưởng thức cuộc sống du học sinh. Sau khi học hết năm nhất ở Pháp, Tố Anh chuyển tới San Diego, Mỹ, học xong ngành quản trị kinh doanh và quản trị khách sạn tại Đại học Quốc tế Allianz. Chính chiếm hữu chiều cao lý tưởng 172 cùng thần thái của một hoa khôi nhưng cô gái mê thủ chưa từng nhập cuộc kỳ thi nhan sắc nào của trường. Thỉnh thoảng, cô gái mê thủ có góp mặt trong một số hoạt động văn nghệ. Tố Anh từng thừa nhận cô nàng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, mình không muốn mọi người chú ý quá nhiều đến ngoại hình và dính đến những đồn thổi không hay. Mình tự thấy bản thân cũng là cô gái bình xoàng xỉn như bao người thôi. Hiện tại cô gái mê thủ chỉ nhận làm mẫu ảnh và nhập cuộc một vài sự khiếu nại thuyết trình thời trang nhỏ dài ở Mỹ. Sở hữu lượng follow lớn trên mạng thôn hội nhưng Tố Anh không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống. Dường như cô nàng vẫn giữ nguyên quan điểm không thích sự chú ý dù đã hòa nhịp với cuộc sống du học cởi mở bên Mỹ. Sắp tới, Tố Anh mong muốn học tập thật tốt để có thể nhận tấm bằng tốt nghiệp và nỗ lực kinh nô đuổi chương trình thạc sĩ và tạo ra sự nghiệp kinh hồn doanh của riêng mình. Dù chụp cùng bằng hữu hay đứng một mình, Tố Anh vẫn cực nổi bật trong mọi khung hình. Hiện tại, nữ sinh chiếm hữu nhan sắc ngày càng xinh đẹp và trưởng thành trông thấy. Tố Anh từng thừa nhận bản thân không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý và chỉ mong được là một cô gái bình xoàng xỉn. Sắp tới, Tố Anh mong muốn học tập thật tốt để có thể nhận tấm bằng tốt nghiệp và nỗ lực kinh nô đuổi chương trình thạc sĩ và tạo ra sự nghiệp kinh hồn doanh của riêng mình.